Vấn đề xác định nội dung của bạn có phải dành cho trẻ em hay không là vấn đề mà tất cả các kênh YouTube phải quan tâm, chứ không chỉ mình những kênh làm nội dung về trẻ em. Chẳng hạn như mình đang đi quay mà có một trẻ em nào đó vô tình lọt vào máy quay của mình thì YouTube cũng xác định đó là nội dung dành cho trẻ em chẳng hạn. Hoặc là nhiều khi thuật toán nó đọc nhầm thôi, có màu sắc nó sặc sỡ thôi là nó cũng xác định nội dung của mình liên quan đến trẻ em. Trong clip này mình sẽ bàn về hai khía cạnh. Thứ nhất là về luật giao thông YouTube, và thứ hai là khía cạnh ảnh hưởng doanh thu tài chính của kênh YouTube của các bạn. Vì nhiều lý do cho nên mình sẽ để video riêng tư và chỉ chiếu ở trong group Facebook Việt YouTubers Tự Hào Sáng Tạo. Sau này nếu tình hình nó có thay đổi thì mình sẽ để lại công khai. Khía cạnh thứ nhất là về mặt luật giao thông của YouTube ấy. Chắc chắn rằng YouTube sẽ phải sử dụng thuật toán máy học Machine Learning để đọc cái video của các bạn, để xác định xem video đó có phải là dành cho trẻ em hay không. Vì thực ra chính bản thân của mình làm ra nội dung, mình cũng không biết đích xác là ai xem video của mình cả. Tuy nhiên là đối với Machine Learning, đối với thuật toán ấy, thì bất cứ cái thuật toán nào nó cũng cần phải có một nguồn cơ sở đầu vào, dữ liệu đầu vào nhất định thì nó mới học được. Mà cái cơ sở đầu vào này nó càng nhiều ấy, và càng gọi là chính xác ấy, thì thuật toán nó càng học được nhanh hơn, và sau này nó đánh giá càng chuẩn xác hơn. Cho nên là trong 1 đến 2 tháng tới ấy, YouTube sẽ để cho các bạn tự xác định xem video của mình có phải là dành cho trẻ em hay không. Người ta có can thiệp nhưng mà rất ít thôi, một phần thôi. Theo mình ấy, đến khoảng đầu năm 2020, những tháng đầu năm ấy, người ta sẽ bắt đầu siết chặt lại dần dần. Và đến thời điểm đó, nếu mà chúng ta vẫn cố tình vi phạm, cố tình trốn tránh, chẳng hạn mình làm nội dung dành cho trẻ em mà mình vẫn cố tình khai báo là nội dung của tôi không phải dành cho trẻ em chẳng hạn, thì chắc chắn là khả năng bị tắt kiếm tiền, bị xóa kênh là rất cao. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ một cách cặn kẽ, thấu đáo về vấn đề này để tránh được những rủi ro không cần thiết. Thứ hai nữa, về khía cạnh doanh thu tài chính, khi các bạn tích chọn vào nội dung trẻ em, chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, tại vì sợ là mất rất nhiều doanh thu đến từ quảng cáo cá nhân hóa. Theo các chuyên gia đầu ngành về ngành quảng cáo ấy, thì số lượng doanh thu giảm đi có thể lên đến 60-90%. Ngược lại, nếu mà mình tích chọn vào nội dung dành cho người lớn ấy, thì mình lại sợ mất một lượng lớn view, một lượng lớn đề xuất đến từ trẻ em. Đấy, cho nên là không biết làm như thế nào thì nó phù hợp cả. Theo nhận định của mình ấy, thì đối với những kênh mà thực sự là nội dung trẻ em thì tình hình nó sẽ xảy ra như sau, là trong những tháng đầu tiên khi luật bảo vệ trẻ em COPPA này được ban hành chính thức, đương nhiên doanh thu của các kênh trẻ em sẽ giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà trong những tháng sau đó, chắc là khoảng quý 2 cho đến giữa năm 2020, tùy theo cái mức độ phản ứng của cộng đồng YouTuber, thì cái luồng tiền ấy nó sẽ chuyển dần từ nội dung trẻ em chuyển sang phía nội dung người lớn. Thì thông thường là trên đời cái chuyện gì cũng thế thôi, tiền nó đi đến đâu thì con người sẽ đi theo đến đấy, những người bán hàng, những người sản xuất nội dung cũng đi theo đến đấy. Tùy theo mức độ phản ứng của cộng đồng YouTuber chúng ta thì dần dần những cái kênh nhỏ hơn, những kênh mà làm nội dung trẻ em mà chưa ra tiền, người ta sẽ chuyển sang làm nội dung người lớn. Như vậy thì đến thời điểm đó, những kênh mà đã lớn, những kênh làm nội dung trẻ em mà đã có lượng view, lượng doanh thu tương đối ấy, thì cái giá quảng cáo, cái doanh thu nó sẽ dần dần trở lại, tại vì ít người sản xuất nội dung hơn mà. Ngược lại, nếu mà bạn muốn làm nội dung người lớn, hoặc là bạn làm nội dung trẻ em nhưng mà không quá đam mê, hoặc là kênh của bạn chưa đủ lớn ấy, thì các bạn phải nên nắm bắt cơ hội ngay. Tại vì trong những tháng đầu tiên khi luật bảo vệ trẻ em này được ban hành, chắc chắn là giá quảng cáo, lượng view vân vân từ trẻ em nó sẽ đổ sang nội dung người lớn rất nhiều. Nếu chúng ta đủ nhanh nhạy thì chúng ta sẽ nắm bắt được một cơ hội rất là lớn ở trong thời điểm này. Các bạn có thể tìm đọc, trước đây mình đã có một bài viết nói về vấn đề khi làm YouTube, chúng ta thường hay gặp những nơi sóng cao hay là những nơi nước sâu. Chúng ta phân định cái vấn đề chúng ta đang gặp phải trước mắt là sóng cao hay là nước sâu để xử lý cho nó phù hợp. Thì ở đây vấn đề xác định nội dung có phải dành cho trẻ em hay không là vấn đề của sóng cao. Nếu chúng ta đã biết lướt sóng ở độ cao 1 mét chẳng hạn,
Khi gặp những con sóng ở độ cao 10 mét như này, đừng có khinh thường, đừng có xem thường, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ để đảm bảo an toàn cho kênh YouTube của mình. Nhưng ngược lại, nếu các bạn cần phải chuyển đổi nội dung của mình để không hướng tới trẻ em nữa, chuyển sang làm nội dung dành cho người lớn, thì chúng ta cũng hiểu rằng vấn đề ở đây chỉ là vấn đề của nước sâu chứ không phải vấn đề của sóng cao. Tức là sao, nếu mà mình đã biết bơi ở độ sâu 1 mét thì ra đến độ sâu 10 mét nhìn nó có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm những nội dung khác với những cái hiểu biết đã sẵn có của mình về YouTube để thành công hơn. Mời các bạn bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận tiếp. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTubers tự hào sáng tạo.